Xin chào các bạn, gần đây thì nhiều người có email hỏi tôi rằng chọn một chiếc xe SUV 7 chỗ nào hợp lý lại đến từ châu Âu. Thì đây, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Volkswagen Tiguan bản Allspace với 7 chỗ ngồi đến từ Đức. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc xe này. Và vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngoại thất của chiếc xe này đầu tiên. Tất nhiên rồi, phần đầu xe sẽ là phần đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu. Hãy nhìn vào cái gương mặt của chiếc xe này, chúng ta sẽ thấy nó khá là đơn giản. Vâng, đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại hiệu quả. Có hiệu quả không? Xin mời các bạn hãy cùng comment ở phía dưới. Nhưng với tôi thì thực sự những cái nét chạy ngang, tất cả cái thiết kế kiểu ngang ngang kiểu này này, nó không làm cho chúng ta bị quá xôi thịt, bị quá rườm rà, giống kiểu một số hãng xe đến từ châu Á. Và nó đem lại cái góc nhìn rất là rộng. Cái xe này vốn bản thân nó không quá rộng đâu, nhưng mà chính những cái đường nét chi tiết nhỏ nó làm thiết kế kiểu ngang, cho nên cái đầu xe chúng ta nhìn rất ấn tượng. Đó là một chiếc xe rộng rãi và sáng sủa. Cái Volkswagen Tiguan này nó đặc trưng một phong cách thiết kế của châu Âu, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà tinh tế. Cụm đèn pha cũng vậy, nó cũng không có quá nhiều chằng chịt những cái đường uốn lượn gì ở bên trong cả, mà nó cũng là một cái đèn LED chạy ngang, một cái đèn xi nhan rất dài chạy ngang, và những cụm ở bên trong nó cũng chỉ là những cái đường thẳng rất là nhẹ nhàng. Nó đem đến cái cảm giác rất là thư thái, nhẹ nhàng khi mà nhìn chiếc xe. Với những cái chiếc xe có cái kiểu thiết kế như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ bền dáng, và minh chứng là những chiếc xe dòng xe châu Âu mười mấy năm, hai mươi mấy năm nó vẫn rất là bền dáng, vẫn rất đẹp. Dưới nắp capo của chiếc xe này là một động cơ 2.0 tăng áp, chỉ 180 mã lực thôi. Tại sao tôi nói là chỉ? Bởi vì có rất nhiều động cơ 2.0 đến từ châu Âu, công suất nó đã đến gần 400 mã lực rồi. Vậy thì 180 này nó có đủ dùng không? Thì xin thưa, nó ngang với những đối thủ đang có mặt tại Việt Nam, ví dụ như những chiếc xe Đức, Mercedes-Benz hay là BMW, thì chiếc xe này công suất 180 mã là vừa đủ. 320 Nm, tôi nghĩ moment xoắn như vậy cũng là vừa đủ để cho chúng ta chạy ở trên đường Việt Nam một cách dồi dào và dư dả. Cái động cơ này thì nó cũng chia sẻ khá nhiều với những cái thương hiệu con của Volkswagen. Nhưng thôi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm bỏ qua tất cả những cái thương hiệu con của tập đoàn này đi, và chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái xe này thôi. Xe thì sử dụng hộp số 7 cấp khá là mượt mà. Còn lát nữa mượt mà như thế nào thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sau khi chúng ta tìm hiểu hết về nội ngoại thất của chiếc xe này. Tuy nhiên, có một điều mà các bạn sẽ thấy rằng ở cụm đầu xe chúng ta sẽ không thấy camera đằng trước đâu. Bên gương chúng ta cũng không thấy camera, chỉ có camera lùi là được phải lắp thêm thôi. Các bạn muốn có camera lùi các bạn phải lắp thêm nhé. Chiếc xe này sẽ không có camera, đấy là một điều hơi đáng tiếc. Bước sang phần thân xe thì cũng không nằm ngoài cái ngôn ngữ thiết kế đó, đó chính là những cái đường thẳng đơn giản mà nhẹ nhàng nhưng cũng đem lại cái cảm giác rất là tinh tế và ấn tượng. Cái đường gấp thẳng tắp từ đuôi xe đến đầu xe này nó không quá bị mờ nhạt mà nó làm khá dày dặn, nó đem đến cái cảm giác khỏe khoắn cho người nhìn. Với cá nhân tôi thì tôi thấy thực sự là nó đơn giản, khi mới nhìn vào chúng ta sẽ không wow chiếc xe này đẹp thế đâu, nhưng nhìn càng lâu thì sẽ thấy nó rất gần gũi và thân thiện luôn. Cái gương của chiếc xe này thì cũng được tích hợp xi nhan LED ở trên gương và cái sơn màu bạc là màu khác. Chiếc xe này mặc dù không phải là chiếc xe cực kỳ to nhưng mà Volkswagen cũng rất ưu tiên và chiều chuộng người tiêu dùng khi mà lắp cho nó một cái bộ vành lên đến 19 inch. 19 inch về mặt thị giác nhìn cực đẹp, nhưng tôi nghi ngờ về khả năng độ ồn. Thì lát nữa chúng ta sẽ thử độ ồn của bộ mâm to, bộ mâm lớn như thế này xem nó có ồn hay không. Ở trên thân xe thì cũng được lắp thêm một cái viền inox ở ngay đây, có chữ là 4Motion, 4Motion đấy, là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của chiếc xe này. Tất nhiên một chiếc xe đến từ Đức bao giờ cũng thế, hiện đại các thứ thì nó cũng có những cái mở cửa cảm biến ở đây, khóa cửa cũng vậy. Một cái công nghệ mà tôi nghĩ là tất cả những chiếc xe ngày nay nên trang bị, nó hiện đại và nó dễ dùng hơn, chúng ta không phải rút chìa khóa ra bấm 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 bấm. Đấy là một cái gì đó mà rất thân thiện.
Điểm trừ duy nhất ở đuôi xe như tôi đã nói đấy, đó chính là không có camera lùi. Các bạn muốn có camera lùi thì các bạn sẽ phải bỏ thêm một chút tiền ra. Đấy là một cái option. Xe đã có cảm biến lùi. Còn về tổng thể, nó vẫn giữ được cái ngôn ngữ như phần đầu và phần thân xe. Cụm đèn LED rất là thẳng và gọn gàng, mạch lạc chứ không bị rối rắm. Cái thiết kế này là tôi rất thích. Và cái phần đuôi xe nó hơi vát xuống một chút, nó tạo cái độ đẹp, nó hơi dốc. Nhưng mà như thế thì rất có thể là cái cốp xe ở bên trong lúc mà chúng ta ngồi nó sẽ va vào đầu. Lát nữa chúng ta sẽ thử xem. Bây giờ tôi muốn mở cái cốp ra để xem là cái xe này ở bên trong nếu như dựng cả ba hàng ghế lên thì cái cốp như thế nào. Cốp mở điện nhá. Bây giờ tôi sẽ ngồi vào đây để xem có vừa không. Đó, các bạn thấy không? Khi mà ba hàng ghế dựng lên ý thì tôi ngồi ở đây. Như vậy là có thể để vali được vào đây và nó không bị, cái hàng ghế thứ ba nó không bị quá sát. Có nghĩa là rất nhiều xe ấy, khi mà dựng hàng ghế thứ ba lên ấy thì gần như là cái chỗ để đồ đạc ở đây nó không thực sự hữu dụng. Cái xe này nó đã có một cái khoảng không như thế này, nhưng rất có thể chính vì nó thêm được một cái khoảng để vali ở đây, để đồ ở đây, thì cái phần ở bên trong rất có khả năng nó sẽ không được rộng rãi như tôi kỳ vọng. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ thử đóng cái hàng ghế này lại bằng một cái nút kéo rất đơn giản. Đây, đập xuống, đập xuống. Đây, nếu như mà gập hàng ghế thứ ba xuống thì các bạn sẽ có một cái mặt phẳng, tương đối là phẳng chứ không phải là phẳng hẳn nhé. Ở phần đây nó vẫn ụ lên một chút do là có một cái phần cốp để cất cái đồ ở trong, cho nên là bạn sẽ không có một cái mặt phẳng hoàn toàn đâu. Nó chỉ bắt đầu phẳng từ đây thôi, nó phẳng ra đến đây. Còn ở cái mép G này thì nó vẫn hơi bị nhô lên một chút. Đây cũng không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng mà chúng ta sau khi gập hàng ghế thứ ba xuống thì nó có một cái khoang chứa đồ tương đối là rộng. Bạn hoàn toàn có thể để đôi ba bộ đánh gôn ở đây nếu như để khéo. Những cái vali full size thậm chí có thể nằm ở đây vẫn rất ổn, vẫn rất ổn. Cái cửa này thì bạn cũng có thể cài đặt cái chế độ cao thấp, khá là đơn giản. Cửa đóng rất nhanh và êm. Rồi, bước vào khoang nội thất. Cái nút để nổ nó lại nằm ngay dưới gần cần số đây. Chúng ta sẽ thấy một cái khoang nội thất, một phong cách rất là châu Âu, không rườm rà, không hoa mỹ, nhưng thực sự là rất tinh tế. Tôi rất ghét cái kiểu mà nhiều những cái chi tiết bù lùng nhùng của những cái hãng xe đến từ châu Á. Thì những cái hãng xe đến từ châu Âu ấy, nó luôn đem đến một cái khoang nội thất ngăn nắp, gọn gàng, hiệu quả, dễ nhìn, dễ sử dụng. Và có bàn tay thiết kế, có bàn tay thiết kế chứ không phải là những cái khối đặt vào. Thì đây các bạn hãy nhìn bàn điều khiển trung tâm. Cái màn hình này là một cái khu vực khá là nuột, một cái mặt phẳng rất đẹp, một cái màn hình to và nhạy. Nó đặc trưng với phong cách của Volkswagen và một số những dòng xe thương hiệu con của Volkswagen. Màn hình khá nhạy và hiển thị màu. Màu thì không quá lòe loẹt đâu, nó rất là lịch sự. Màn hình rất trơn, có thể nói là cái màn hình này thì không thể chê vào đâu được rồi, bởi vì nó rất là nhạy và rõ nét. Tiếp đến là cái khu vực gì, bạn hãy để ý vào khu vực điều hòa. Điều hòa hai vùng độc lập và nó cũng không quá là cầu kỳ và điệu đà, mà nó rất gọn gàng. Tôi rất thích cái sự gọn gàng và ngăn nắp, dễ sử dụng của những chiếc xe châu Âu, đặc biệt là những chiếc xe đến từ Đức. Chỉ có những chiếc xe đến từ Đức nó mới có thể làm được cái kiểu thiết kế như thế này, rất là hiệu quả. Những cái nút bấm ở dưới cũng vậy, rất gọn gàng, không quá mỹ miều, không quá cầu kỳ, nhưng mà rất là đẹp. Cái đẹp của sự đơn giản và tinh tế. Có cả phanh tay điện tử ở ngay khu vực phía dưới. Và cái thiết kế những cái nút bấm nội thất ở trong xe của Đức, nó luôn luôn làm cho chúng ta không bị cảm giác là bị thiếu một cái gì cả. Không có cảm giác như chúng ta bị hao hụt đi những cái nút bấm gì cả. Tất cả những nút bấm đều hữu dụng. Ở ngay phần này chúng ta sẽ thấy có một cái bánh xe quay rất là hay. Đó chính là điều khiển những cái tính năng lái. Tất nhiên rồi, vì đây là phiên bản 4Motion, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho nên nó sẽ vượt địa hình khá khá ổn. Đấy,
Ở phần dưới thì có thêm hai cổng USB này, có cổng sạc 12V này, nhưng cái khu vực này hơi tối. Tôi nghĩ là nếu mà nó cái khu vực này thì tôi nghĩ là nên điệu hơn, bởi vì nếu như cổng USB này mà có đèn sáng ấy, thì ban tối chúng ta cắm thì nó sẽ đỡ bị mờ, đỡ bị mò mẫm hơn. Rồi sang đến cái vô lăng. Vô lăng chúng ta có một cái vô lăng đi cắt. Cái cảm giác cầm nắm nó rất giống với cảm giác cầm nắm của Porsche, một hãng xe mà tôi rất yêu thích. Có nghĩa là cái khu vực này nó không tròn, nó lại hơi van vát một chút. Và cái cảm giác da của cái này ấy, nó rất lạ, nó lì, nó rất lì nhá, nhưng mà cầm rất nịnh tay. Những cái nút bấm ở đây thì khá gọn gàng, có lẽ là nhiều người sẽ mới lái sẽ khá là dễ thân thiện, dễ tiếp cận với chiếc xe này, bởi vì nó bố trí rất là thông minh và khoa học. Không có quá nhiều đường viền chrome ở đây, tất cả đều là nhựa sơn đen. Còn bảng đồng hồ thì tôi nghĩ nó đơn giản, nó không gây ấn tượng nhiều đối với tôi ở cái bảng đồng hồ này. Nó là một cái bảng đồng hồ dễ nhìn, chấp nhận được, và có một cái màn hình ở giữa hiển thị những cái thông tin, tóm lại là dễ nhìn. Sang khu vực bên trái thì các bạn có thể thấy là tất cả những cái phần ốp cửa này này là cái mà rất ấn tượng với tôi, nó là ấn tượng bởi vì những cái ốp này rất là chỉn chu và nhìn nó rất giống sợi carbon, mặc dù tôi nghĩ rằng đây không phải là sợi carbon đâu, nó cũng là một loại vật liệu nhựa cao cấp thôi, kết hợp với cái đường viền màu nhôm cũng rất là chỉn chu và nuột nà. Tất cả cửa điện đều được mở tự động hết, thay vì chúng ta phải giữ. Vô lăng thì vẫn là vô lăng chỉnh tay thôi, nhưng mà cái gương này thì là gương chống chói điện và là gương tràn viền. Đây cũng là một cái khá ấn tượng. Chỉ có điều này, ngay trên đầu tôi, cái khu vực bình thường nó là khu vực của cửa sổ trời, thì chiếc xe này không được trang bị cửa sổ trời, thay vào đó là hai cái ngăn chứa đồ khá là to. Nhiều người nói với tôi rằng hai cái ngăn chứa đồ này khá là hữu dụng và tiện và đáng yêu, nhưng với tôi thì hai cái ngăn chứa đồ này tôi thấy nó hơi lạ. Thực sự là tôi thấy nó hơi lạ. Tất nhiên để mà để đồ vào thì rất nhiều, ví, điện thoại, rồi kính vân vân và vân vân, để được rất nhiều thứ hữu dụng. Nhưng mà với tôi thì thấy nó hơi lạ, hơi lạ ở chỗ khu vực đó. Khoan, tôi quên nói một điều, đó chính là khu vực trụ A. Nếu như những chiếc xe khác có cái trụ A to thì cái trụ A của cái xe này thực sự là rất đáng yêu thương, khi mà nó đã làm rất là thon gọn và nuột. Chưa hết, không có một cái loa nào được đặt trên trụ A cả, nó sẽ càng làm tăng thêm cái tầm quan sát của chúng ta. Chúng ta có ngay một cái khe hở rất là rộng giữa gương và trụ A, gương nó không đặt dính vào trụ A nhé. Đấy là một điểm cộng của chiếc xe này, cho nên chúng ta gần như là cái điểm mù cực kỳ nhỏ, rất rất nhỏ. Tôi rất thích cái điều này. Ghế da thì có thể nói là cao cấp. Chúng ta sẽ không bàn nhiều về đến những cái ghế da của những chiếc xe thương hiệu Đức nữa, bởi vì xe Đức mà. Cái xe Volkswagen ấy nó sẽ không được sang trọng như Audi, như BMW, như MEB. Thế nhưng mà ấy, nó luôn luôn ở chiếu trên so với những chiếc xe đến từ châu Á, luôn luôn vẫn ở chiếu trên. Thậm chí những cái hãng như kiểu Peugeot hay là vân vân và vân vân thì Volkswagen luôn đặt ở chiếu trên. Và minh chứng ở Việt Nam cũng vậy, nó vẫn là một hãng xe mà tiệm cận đến những cái dòng xe hạng sang. Thực tế, nếu như bạn nào đã sống ở bên Đức hoặc đã từng sang Đức chơi và sang châu Âu chơi thì các bạn sẽ thấy ở bên Đức và ở châu Âu họ chạy chủ yếu là Volkswagen và MEB, chứ không phải là BMW. Đấy cũng là một điểm mà rất đáng để nói. Nếu như bạn có cơ hội sang châu Âu, hãy thử để ý xem như thế nào. Bước vào khoang ghế thứ hai, tôi muốn chỉnh ngay cái ghế, bởi vì nếu như cái ghế ở phía trước tôi ngồi đã ổn rồi, đúng vị trí tôi lái, thì ngồi hàng thứ hai mà rộng như thế này thì hơi rộng quá. Tôi sẽ tiến một tí, tôi sẽ tiến như thế này đi. Như thế này vẫn là ổn đấy không ạ? Vẫn còn một khoảng, thậm chí là có thể chỉnh cao hơn. Tôi chỉnh cao ở hết cỡ thế nào. Ồ không, như thế này thì hơi chật rồi. Như thế này là hơi thôi, chứ đầu gối của tôi vẫn chưa chạm đâu nhá. Không được thoải mái cho lắm đâu. Tôi sẽ chỉnh thoải mái cho tôi ngồi thế nào. Rồi, như thế này là thoải mái này. Chúng ta có một vị trí ngồi thoải mái này, để tôi xem có ngả được cái ghế này không. Cái ghế này tôi tin chắc chắn là ngả được. À, ngả được đây, ngả được nhá. Nhưng tôi muốn chỉnh cho nó vừa với lưng của tôi đây. Như thế này là vừa lưng tôi ngồi này. Nếu mà đi chặng đường xa như thế này vẫn là rất ổn. Ở đằng sau còn có một cái bàn bằng nhựa, có thể để làm việc, có thể để uống nước. Chúng ta kéo đây ra, có một ngăn uống nước ở đây này, cũng khá là hữu dụng và tiện dụng. Tất cả cái phần ốp đằng sau của chiếc ghế này đều được ốp ra giống với phần dậm phía trước, rất là cao cấp, rất là cao cấp. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau,
hai cửa gió điều hòa luôn. Và có cả cái màn hình chỉnh nhiệt độ ở đây luôn. Đây các bạn có thể bấm vào đây. Ngoài trời đang rất lạnh cho nên tôi sẽ tăng nhiệt độ lên một chút. Nó có cả cổng sạc USB và cổng 12V ở đây. Tuy nhiên cái trụ mà gắn điều hòa này thì nó hơi nhựa một chút. Tất nhiên rồi, khó có thể đòi hỏi được. Cái này nó mà bằng gỗ thì nó sẽ phải lên một cái phiên bản cao cấp nhất thì may ra nó mới là bằng gỗ được. Bởi vì như các bạn biết ý, trước đây tôi có giới thiệu đến các bạn một chiếc xe Range Rover Velar giá lên đến 5 tỷ đồng mà cái khu vực này nó cũng toàn bằng nhựa và thậm chí nó còn xấu hơn như thế này, xấu hơn như thế này luôn. Bây giờ như thế này thì tôi sẽ ngồi vừa ở vị trí tôi, nhưng còn vị trí ở giữa thì tôi thấy ngồi không vừa này, tôi sẽ lùi lại một chút. Nếu mà muốn ngồi ở giữa ý, thì các bạn buộc phải đẩy lùi ghế lại một chút, như thế này mới vừa. Cái phần ngồi ở dưới thì êm, phần đầu cũng không chạm, nhưng cái tựa lưng thì cứng mất rồi, rất cứng bởi vì có cái tựa để tay ở đây. Và cái chân ngồi thì cũng buộc phải dạng ra hai bên bởi vì ở giữa chúng ta có cái trụ nó nhô lên, đó chính là cái trục dẫn động nối ra cầu phía sau. Đó, ngồi như thế này thì cũng vẫn ổn, nhưng để chân như thế này thì hơi bất tiện một chút. Đó, nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng nhất là tôi muốn kiểm tra hàng ghế thứ ba xem nó như thế nào. Tôi sẽ ưu tiên cái hàng ghế thứ hai đẩy lên một chút để sao cho vẫn thoải mái cho tôi, để dành thêm một chút khoảng không cho hàng ghế thứ ba nếu như chúng ta phải ngồi cả ba hàng ghế. Bây giờ tôi đã ngồi như thế này rồi, các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ gạt cái ghế này xuống để gập nó xuống. Đó, bây giờ tôi sẽ trèo nó ra đằng sau. Đó, tôi trèo nó ra đằng sau. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái đầu gối của tôi nhá. Đây, đã chạm rồi và cũng không thoải mái cho lắm. Tất nhiên với chiều cao 1m8 thì ngồi vào hàng ghế thứ ba của cái xe này tôi nghĩ rằng nó sẽ hơi khó chịu. Đầu tôi nhổm lên thì đã chạm vào đầu rồi. Tôi sẽ ngồi đúng cái vị trí của tôi xem nào. Có thể nói là hơi khó chịu một chút. Đã ngồi rất là xổm rồi, phải ôm gối một chút. Tôi thử cố luồn cái chân tôi vào gầm ghế này xem. Không thể luồn được, cũng vừa phải thôi. Nếu mà là chiều cao như tôi, thậm chí là tầm 1m75 đổ lên mà ngồi ở hàng ghế thứ ba như thế này thì sẽ hơi vất vả, sẽ chỉ đi được những cái đoạn đường ngắn thôi, chống cháy thôi, chứ còn để mà ngồi thoải mái đi chặng đường xa thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ tôi xí cái ngồi hàng ghế thứ ba. Chắc chắn tôi sẽ ngồi hàng ghế thứ hai. Còn tôi nghĩ ở đây thì nên trẻ con hoặc là tầm 1m65, cùng lắm là 1m70 đổ xuống ngồi thì hợp lý. Tôi sẽ thử cố ngả cái lưng ghế này ra xem có ngả được không. Không, đây là hết cỡ rồi, cho nên là nó sẽ hơi đứng và nó đã kịch đầu tôi rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc Volkswagen Tiguan phiên bản Allspace đời mới này. Và ngày hôm nay thì tôi muốn trải nghiệm đường trường trước. Bởi vì sao? Đây là một chiếc xe châu Âu, một chiếc xe Đức. Mà xe Đức ý, như các bạn đã biết, ở nước Đức nó có một con đường gọi là Autobahn, cái con đường mà không giới hạn tốc độ. Thế cho nên là những chiếc xe mà đến được với nước Đức ý, thì phải trải qua cái con đường đó. Và những cái chiếc xe nào mà vượt qua được những chặng đường Autobahn ấy sẽ không phải bàn nữa, chất lượng nó sẽ là tốt. Tất nhiên không phải chạy ở vận tốc 80, 100, 120 đâu, mà phải lên đến 200. Ở Việt Nam thì chúng ta không thể chạy với tốc độ cao như vậy. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn phải thử. Cảm quan đầu tiên thì tôi thấy là nếu như chạy tốc độ cao kiểu ở Việt Nam 120km ấy, thì 120km/h đúng thật là không nhầm nhò gì với chiếc xe này cả. Không nhầm nhò gì cả, nó vẫn chỉ như đùa thôi. 180 mã không phải là nhiều, nhưng với tôi chạy một mình trên đường cao tốc là dư giả. Là dư giả. Vô lăng đánh chuẩn nhá. Tôi ra vào đổi làn đường đột ngột này, rất chuẩn này, gọn gàng và sắc nét. Chứ cái chỗ ở giữa này, đây là chỗ dơ nhá. Đánh lái như thế này xe vẫn không chuyển động đâu. Đây là cái vị trí dơ của vô lăng, thì xe nào nó cũng như vậy thôi. Nhiều người nói là đánh như thế này mà xe nó không phản ứng ấy, là xe vô lăng tội, cảm giác lái tội ấy, thì tôi nghĩ là hơi hấp tấp. Đó, ra vào cực nuột luôn nhé. Và khi mà ra vào, hôm nay trời mưa rất to, hôm nay trời bão, Hà Nội bão, vừa mưa vừa lạnh. Tôi cũng không dám gọi là chạy nó quá gọi là gắt, nhưng mà như bạn thấy vừa rồi đấy, vẫn ổn. Thực ra thì để mà nói về niềm tin ý, thì xe Đức nó vẫn đem đến cho chúng ta một cái niềm tin gì đó rất là chuẩn. Nó có một cái gì đó nó yên tâm,
vững chãi và chắc chắn thì Volkswagen không nằm ngoài cái niềm tin đó. Tôi sẽ thử vượt ở tốc độ cao xem như thế nào. Rồi, chân ga có hơi một độ trễ nho nhỏ thôi nhưng cũng không quá đáng kể. Và lúc này tua máy đã lên đến gần 3.000 vòng một phút, nhưng chúng ta không bị nghe cái tiếng gầm nó quá gào thét ở trong khoang động cơ. Cái khoang động cơ này, cái tiếng gầm của nó rất là om, rất là om. Có vẻ như là cái cách âm của Tiguan phiên bản Allspace này nó đã làm rất cẩn thận. Và đặc biệt tôi rất thích thú khi mà ngồi trên những chiếc xe Đức kiểu như thế này. Khi mà chúng ta tăng tốc, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy người nó phải gồng lên ấy. Cảm giác nó vẫn thư giãn ấy, kiểu muốn vượt là vượt, muốn vượt là vượt, muốn vượt chỉ nhấn ga là vượt, chứ không phải lo lắng là ồ đạp thốc ga xem nó có vượt được không, hoặc là một lúc nó mới vượt được. Thì đấy là cái hay của những chiếc xe cao cấp đến từ Đức. Khi đi qua những cái mố cầu thì các bạn cũng sẽ thấy nó ồn hơn bình thường một chút, nhưng mà xe Đức mà vẫn chắc chắn. Và cái xử lý dao động khi mà đi qua cái mố cầu nó vẫn rất là gọn gàng, rất là gọn gàng luôn. Những lát nữa chúng ta sẽ ngồi ra đằng sau xem như thế nào. Đây là vị trí ngồi lái thôi, chúng ta còn phải quan tâm đến vị trí của hành khách nữa. Rất có thể đây là một chiếc xe nhập khẩu cho nên nó như vậy. Rất nhiều người nói với tôi như thế, ồ xe nhập khẩu, xe nhập khẩu. Thì khi mà nghe nhiều ấy, khi mà cảm nhận nhiều thì tôi cũng có một cái gì đó cảm rằng xe nhập khẩu nó đúng thật là, tất nhiên nhập khẩu từ châu Âu nhá, nó có một cái gì đấy nó cũng chênh lệch đấy, khác biệt đấy. Thì cái xe này nó cũng đem lại cho tôi cái cảm giác như vậy. Nó cứ chắc, nó lì, nó đầm. Cách âm bên ngoài là rất tốt. Tôi cứ ngỡ là bộ mâm 19 inch này nó sẽ làm ổn tương đối, nhưng không ngờ nó kết hợp với bộ lốp chuẩn cùng với cái hệ thống treo tương đối là ổn, tương đối mềm, cho nên khả năng cách âm của nó rất ổn. Tôi nói thật, rất ổn. Đi đường trường mà cách âm như thế này là ngon rồi. Cái cách mà khi bạn tăng tốc ở trên chiếc xe này, tăng đột ngột, tăng vọt như vừa rồi tôi làm ấy, nó cũng rất hay. Và cái hộp số nó vào khá là nhanh. Lúc vào nó chúng ta sẽ cảm nhận được, chứ không phải là hoàn toàn mượt, không cảm nhận được đâu. Nó hơi nảy 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 nảy. Chúng ta có cảm nhận được cái điều đó, có cảm nhận được cái điều đó. Tóm lại là đi đường trường mà như thế này là rất ổn. Có thể nói là một chiếc xe cao cấp tiệm cận hạng sang, đường trường không thể chê được vào đâu. Tất nhiên hôm nay tôi chỉ đi một mình và không có chở đồ. Nhưng mà với 180 mã tôi nghĩ rằng chở 4 người, thậm chí chở 7 người cũng sẽ không là một vấn đề gì quá lớn lao cho chiếc Tiguan Allspace này. Và bây giờ thì tôi muốn ngồi đằng sau ở trên chiếc xe này xem là đi ở trong nội thành nó có bị chòng chành, nó có bị say xe các thứ không. Trật tự nhé, để cùng kiểm tra. Chúng ta sẽ đi đánh lái rồi đi nó hơi lái nhiều một chút đi anh Nam. Về độ ồn từ mặt đường thì tôi đang không nghe thấy. Hiện tại tốc độ đang là 30-35. Tôi ngồi đằng sau thì tôi có cảm giác nó hơi cứng cứng một chút. Bởi vì cái vị trí của tôi đang ngồi một mình. Có lẽ rằng phải lên đến 2 hoặc là thậm chí 3 người ngồi đằng sau thì tôi mới nghĩ nó ổn hơn. Với tôi cảm nhận lúc này là hơi cứng một chút thôi. Tất nhiên nó cũng không quá đáng kể. Chấp nhận được, nó sẽ xoa dịu đi bằng cái ghế tương đối là êm. Không có độ chòng chành, cũng không có cái độ lắc ngang. Xử lý dao động rất tốt. Ngồi ở đằng sau khá ổn, cũng thoải mái đấy. Không nên nội tệ chút nào đâu. Thực ra ngồi quen rồi thì cũng sẽ thấy nó tương đối là êm đấy, không bị quá cứng đâu. Đó, êm đấy, êm ra phết đấy. Ngồi đằng sau như thế này là hoàn toàn chấp nhận được, hoàn toàn chấp nhận được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm đường nội thành. Giờ tan tầm khá là đông đúc. Cái vô lăng của chiếc Tiguan này mượt, và cá nhân tôi đánh giá nó nhẹ, tương đối là nhẹ so với mặt bằng những mẫu xe Đức nói chung. Nó không bị quá gọi là nặng, nó vẫn có cái độ lì nhất định, nhưng mà nó vẫn đem đến cái cảm giác thoải mái. Thực ra để mà nói về cái cảm giác vô lăng ấy, nó là một cái gì đó phạm chủ hơi cá nhân. Bởi vì người thì thích thế này, người thì thích thế kia. Người thì lại thích hời hợt, người thì lại thích mông lung. Còn tôi thì tôi thích cái kiểu như thế này.
Các bạn hãy thử lên lái chiếc xe này xem và hãy cho chúng tôi biết là các bạn có thích cái vô lăng kiểu như thế này không. Lái trong nội thành thì tua máy đâu đó cũng chỉ lên đến tầm 1.800 là cao hết sức rồi. Khi mà bạn tăng tốc, có lẫy chuyển số ở đây nhá, nhưng lẫy chuyển số làm hơi nhỏ. Đúng là một chiếc xe kiểu nhẹ nhàng và tinh tế. Nó đi rất mượt, ngồi ở vị trí lái thì chiếc xe này đi rất mượt, nhẹ nhàng. Chuẩn phong cách Đức, chuẩn luôn phong cách Đức, chắc chắn, yên tâm. Như lúc nãy tôi có nói đấy, cái độ ồn từ mâm xe to ấy, nó sẽ như thế nào thì chạy đường nội thành như thế này 40, thậm chí có lúc tôi lên 45, gần 50, tôi không nghe thấy cái tiếng ồn từ mặt đường, không hề nhá. Thậm chí tôi không nghe thấy cái tiếng mà nước đọng ở dưới, phía dưới luôn. Mặt đường rất nhiều nước bởi vì hôm nay mưa to. Thường thường các bạn sẽ nghe thấy tiếng kiểu rắc rách lạnh 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 lạnh, nhưng mà hôm nay không hề nghe thấy. Đó, khi đi qua vũng nước to các bạn sẽ hơi nghe thấy rồi. Hơi nghe đấy thôi. Cái xe này tăng tốc trong nội thành khá mượt, mặc dù hộp số không phải là CVT, nhưng mà chúng ta sẽ rất khó để nhận biết là nó sang số lúc nào. Rất khó luôn. Tầm quan sát thì như tôi đã nói đấy, chiếc xe này có cái trụ A nhỏ, gọn, rất rộng, điểm mù cực nhỏ luôn. Cho nên là các bạn nhìn khá là thoải mái, tầm nhìn khá cao. Tóm lại một chiếc xe SUV kiểu như thế này thì khó có thể để mà chê về cái tầm quan sát rồi. Chà, 180 mã mà chạy sướng ra phết ấy. Tôi thích cái độ lì lợm của chiếc xe này. Nó không có phải gồng gánh gì khi mà chúng ta đạp tăng tốc cả. Nó vẫn rất là thoải mái, dồi dào để các bạn đẩy đi. Phanh của chiếc Tiguan này khá ăn, khá là ăn. Có nghĩa là chúng ta sẽ hơi bị giật mình một chút nếu như vừa ngồi lên chiếc xe này. Khi bạn nhấp nhẹ cái thôi là nó đã phản ứng ngay rồi. Tự chung lại với trải nghiệm ngày hôm nay của tôi về Volkswagen Tiguan với mức giá niêm yết hiện đang bán trên thị trường Việt Nam là 1.729.000.000 thì nó thực sự là một chiếc xe mà rất đáng gờm ở trong phân khúc SUV cao cấp tiệm cận hạng sang mà có 7 chỗ ngồi. Mặc dù 7 chỗ ngồi chưa thực sự thênh thang, thoải mái, nhưng nó cũng đem đến cho chúng ta một cái gì đó rất là hữu dụng, đặc biệt với một chiếc xe cao cấp như thế này. Các bạn có thấy chiếc xe này ổn hay không, trong tầm giá hay không? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment ở dưới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm subscribe và bấm like cũng như bấm nút chuông. Xin chào.